Xin chào mừng cô chú anh chị em và các bạn đã đến với kênh Quỳnh Mai TV. Xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay Quỳnh Mai đi lại nhà chị mình để quay cho các bạn xem. Cuối tháng 6 rồi thì vườn nhà chị mình đạt được những gì nha. Thì bây giờ đây là cái bồn bông ở đằng sau vườn nhà chị mình, thì có những cái cây hoa. Hoa cúc các bạn, hoa cúc này là loại là zinnia đó, nó có đủ màu hết, màu cam, màu hồng, màu tím các bạn đó. Rồi đây là chị mình có để cái đồ đựng nước cho chim uống các bạn đó. Thì đây là những cái bụi cây sung. Các bạn nhìn thấy nay nó đã lên tới mấy chục nhánh ở trong một gốc. Mùa đông thì nó chết rụi xuống, nhà mùa xuân nó lên tới mấy chục nhánh một gốc các bạn. Thì bây giờ nó cũng đang có trái nè. Đây, mỗi nách lá là một cái trái, trái sung các bạn. Thì cái cây sung này mang tên là Sled nha các bạn. Trái nó hơi nhỏ, khi chín thì màu nâu nha. Bên đây cũng có một cái bụi sung cũng mang tên Sled, cũng rất là tốt luôn. Anh mình không có bỏ phân gì hết mà nó vẫn tốt như thường các bạn. Đất đỏ đó, chỉ có là tưới nước cho nó thôi các bạn, mà nó tùm như thế này đó. Mình nghĩ là nhờ làm cỏ với lại tưới nước mà nó tốt như thế này các bạn. Còn nơi đây thì trồng mới mua cây hồng giòn trồng xuống các bạn. Còn đằng này là cây hồng mềm, chị mình trồng được 2 năm rồi thì nó cũng lên rất là tươi tốt, nhưng mà mình không có thấy trái nha. Nếu có chắc chừng dài 1-2 trái thôi mà mình không có thấy có, nhưng mà lá nó rất là tốt. Đây là hồng mềm Nhật. Còn cái cây nhỏ xíu này là cây ô liu nha các bạn đó, cây ô liu. Thì cái cây này mùa đông cũng chết xuống tận gốc, rồi mùa xuân nó lên được bấy nhiêu đây. Kế bên đây là cây hồng giòn các bạn. Cây hồng giòn này năm rồi có mấy trăm trái luôn, mà năm nay thì mình không thấy nó có trái. Mình không thấy nó có trái luôn các bạn. Chắc nó năm rồi nó nhiều trái quá nên năm nay nó nghỉ để dưỡng sức. Thì anh mình có chiết nó nè các bạn, bó cành đó, bằng cái lon, bằng cái lon ni lông, bỏ đất vô rồi cột nó lại, chắc vài tháng là nó ra rễ các bạn. Thì anh mình chiết hai nhánh kế bên nữa, thì vài tháng nó sẽ ra rễ nha. Khi nó ra rễ thì mình sẽ thấy rễ, tại vì cái này bằng cái ly ni lông trong nha các bạn. Đó, ở dưới gốc thì có mấy dây bí, rồi cải bè xanh đó, có trái mà mình thấy rất ít nha. Đây, trái hồng giòn đó các bạn nhìn thấy nó bị trời gió đó các bạn, nên cái trái nó bị cái cành khác đánh vào nên nó có hơi có thẹo một chút. Rồi đó là hai cây hồng rồi đó các bạn, một mềm một giòn đó. Và anh mình cũng chiết hai nhánh, bó hai nhánh các bạn. Kế bên đây là cây này, cây gì, cây apple đó, cây apple các bạn, thì không thấy có trái. Rồi kế đây là cây hồng, đây là cây hồng giòn đó, bắt ở dưới cũng có trồng
mấy dây bí, dây hành các bạn. Đó. Cái cây này mình cũng không thấy có trái luôn. Rồi, kế đó là cây xylet, cây sung xylet, bụi nào cũng ra mấy cục nhánh hết các bạn. Đó. Rồi tới là cây pit, lớn quá chừng luôn, có trái các bạn, có trái ở trên cao đó, các bạn nhìn thấy không, nó hơi xa, cái gốc nó rất là lớn nha. Còn đây là đậu que trồng trong chậu đó. Có rau cần cua quá trời nè các bạn, rau cần cua tự mọc tự nhiên ở phía dưới. Cây pit này nó bị chảy mủ ra nè các bạn, chảy mủ ở dưới gốc cây. Kế tiếp thì là cây sung đó, cây sung. Rồi đây là cây táo tàu các bạn, cây táo tàu rồi cây pit đó, anh mình trồng cũng nhiều, một hàng ngang là bắt đầu là cây pit nha. Cái phía cây gốc nó cũng lớn quá đó các bạn, cái phía lớn. Rồi tới cây táo tàu, cây táo tàu giờ đây cũng cây táo tàu luôn, và được hai cây táo tàu, hai cây phía, và sung thì được bốn cây các bạn, dàn hàng ngang như thế này. Rồi tới cái bồn, đây là cái bồn cây, cái cây này là cái cây cherry mà làm như nó chết rồi các bạn, nó không có ra lá nha. Có dây mướp leo lên, rồi ở trong bồn thì có hẹ nè, có rau quế, rau tía tô, rồi strawberry, cà chua các bạn. Rồi mình đi vô trong vắt để xem coi anh mình trồng những gì nha. Thì trong cái bồn kế vách tường nhà thì mình thấy là trồng mướp với bí đào chung các bạn. Đây là mướp đó, các bạn nhìn thấy trên vách trái mướp quá chừng luôn không? Mướp rồi bí đao đó, nhiều ghê. Rồi quế đó. Rồi đi ra đằng này thì mình thấy mình trồng, đây là rau dền đỏ nha các bạn. Rau dền đỏ này ăn rất là ngon nha, và nên thuốc nha các bạn. Cái lá của nó ăn ngon hơn những cái lá của rau dền xanh nha các bạn. Rồi ở đây là bạc hà đó, bộ bạc hà. Ở đây là rau má, rau má tươi tốt, nó mọc lan ra ngoài cỏ luôn rồi các bạn. Đây là rau má lá nhỏ của Việt Nam nha. Đó, rồi mướp. Thì rồi kế bên thì có trồng bông ngay chỗ này các bạn, bông li li. Kế bên vách thì có dây bầu với tía tô các bạn. Anh mình trồng tía tô quá chừng nhiều luôn. Đây là dây bầu, dây bầu. Rồi đây là ớt các bạn, ớt nó lên, ớt này là ớt ba màu. Rồi cái này là rau chua được hai bụi lớn các bạn, để ăn bánh xèo. Rồi ở đây thì là mấy cây chanh, mấy cây chanh, cây tắc các bạn. Đó. Thì cuối tháng 6 vườn nhà anh mình
cũng đạt được bao nhiêu đây, và mướp cũng có ăn nè, rau má cũng có, rồi rau dền. Mình thích nhất là cây rau dền đỏ nha, với mình thích nhất là rau má nha. Rau má tốt, nó mọc tràn lan luôn đó. Rồi rau dền đỏ, màu đỏ rất là đẹp luôn các bạn. Vậy thì video hôm nay tới đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chia sẻ với các bạn khu vườn nhà anh chị mình vào cuối tháng 6 là được như vậy các bạn. Vậy video tới đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc, ủng hộ Mai, đăng ký, chia sẻ để Quỳnh Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Hẹn với các bạn video kỳ sau.